Đây sao là nghề lễ tivi ở Mỹ các bạn, 55 inch. Đây nè. Có giá cái bài bèo có 300 bạc à. Cái tivi gì vậy nè. Rất đẹp các bạn thấy không? Em chi 50 inch. Sao ngày lễ tên tivi, giá bèo dễ sợ. Cái này nhiêu? Giá này nhiêu? 29 đô à, 269 đô à. Quá giá quá bèo luôn các bạn. Thấy không? Tivi quá trời. Còn cái chơi cái game PlayStation 2 bây giờ nó quá rẻ luôn. Nè, bây giờ cái này nè. Có 200 đô à. Rồi rồi, bây giờ nó sale đồ quá trời rẻ các bạn. Sao ngày lễ tên tivi đã kêu là ngày mai là Black Friday nha. Nó bán đồ quá rẻ gì đó. Còn Xbox là nhiêu? Có 150 đô mà. XS luôn. Quá rẻ luôn. Qua trong người này đông quá trời đông rồi. Khách sạn nó mua rồi. Sao mình lễ Thanksgiving là bữa này Thanksgiving là sau 5 giờ, 6 giờ là tại nhân viên đi mua đồ quá trời. Tại đồ trong này nó on sale quá trời kia. Mình vô trong này đúng không? Và những cái phone mà quá rẻ luôn, quá bèo luôn. Galaxy Note 10 Plus. Đây nè. 899 đồng. Giá quá bèo luôn. Các bạn thấy không? Bảo lĩnh Galaxy Note. Giá quá bèo. Cái có rẻ không? Đó. Note Plus là quá bèo luôn. Phone quá rẻ. Thấy không? Đây iPhone 11 Pro Max thì các bạn coi nào. Đây, nếu các bạn mua đứt luôn, unlock luôn á, cái giá nằm đây 1.999 đồng. Ok, cái này có 64 GB các bạn. Oh, iPhone nó mắc hơn cái Samsung Note 11 Plus nha. Cái kia quá rẻ, cái kia có 600 mấy rồi. Đấy, đấy. Ồ, đây đây những cái GoPro on sale các bạn. Những cái GoPro X. Yeah, it's good deal, huh? Either, yeah, you can either buy it for $350 or you can buy it with the extra stuff for $350. Yeah, it's more better, right? It's a special deal. Yeah, I mean, you're probably getting 150, 200 bucks worth of extra stuff. Yep. Yeah, giá như 349 đồng. Có cái điều là ngon luôn. Đây nè. Đó, cái đó nó không hề. Mình có cái 7 này các bạn. Đây, mình mới đi đi mua cái GoPro 8. Đây các bạn. Mình có cái GoPro nè, GoPro 7 nè. Thấy không? Mà cái GoPro X này nó rất là ngon à. Nó đang on sale thì bữa này tại Black Friday á, sau Thanksgiving á. Cái gì? Nó trị giá bao nhiêu? Đúng là cái này nó có 349 đồng. Tại mua thêm một cái memory nữa. Thấy không? Cái memory card này nữa. Đó. Thì memory card thì 20 bạc. On sale cái này 50 bạc không? Thấy không? Mua mình xếp được tiền tới cỡ 189 đồng. Mà cái này nó special package, trong này nó có 3 loại luôn. Nó cho mình những cái này nè. Hai cái battery luôn bạn. Ok. Và cái memory card nữa để mình mở cho các bạn coi. Ok. Ok, đây ạ. Bây giờ mình mở ra cho các bạn coi. Nãy mình cũng mới mở ra cái rồi. Kéo ra. Kéo xuống. Đây, GoPro 8, thấy không? Cái 8 mình thích nó cái là mình thấy nhìn coi á, nó chạy không có rung nhiều. Đấy. Trong này coi mình coi nó có gì những trong này. Không một cái biết mình cái package trong này có gì đấy. Cái này đó, mở ra. Thì cái trong này nó có một cho mình một cái memory card có 32 GB à. Mà mình mua thêm cái này 128 GB. On sale cái này thôi 50 bạc, không có mua 19 bạc. On sale lỗi mua luôn. À cộng dây chạc.
Và wow, mình thích nhất cái gì không? Nó cho mình hai cục pin trong này. Thấy không? Hai cục pin luôn. Tại cái này nó xài cỡ nửa tiếng là hết rồi. Hai cục pin. Và cho những cái đồ mà đeo trên cái đầu để GoPro á. Ở coi luôn. Đó. Tại cái này nó special nha. Cái package nó coi cái package nó special nè. Nó cho mình bởi vì bữa này có special mình mới mua. Đặc biệt. Đó, nó cho cái đồ mà mình đeo lên cái đầu nè các bạn. Để trên đầu á. Thấy không? Đó. Và nó cho mình thêm một cái cây này nữa, cây cầm này nữa. Mà thường này mình mua là cái GoPro hồi đó mình sẽ mua cái bẫy này nè. Nó chỉ có cầm bịch GoPro thôi, không có gì hết á. Cái này mình phải mua riêng nè, cái cây nè. Còn cái này nó có special package. Nó đang cho special đặc biệt các bạn. Đó, cây này mình cầm này nè, GoPro này nè. Không? Nó mình quay. Rồi cái này nè, cái đầu mình để dán xuống để cho nó dính. Ok. Đó, và cái máy của mình. Cái máy. Yes, very good. Đó. Đó, mở này lên, kéo này kìa. Đó, cái GoPro này của mình. Ok, để mình nữa mình thử coi như cái GoPro như nào mình chạc pin nữa rồi. Xong mình quay cho các bạn biết, ok. Ok, thank you các bạn. Coi cái video này, mình open package, ok.